giờ em sẽ hướng dẫn cho mình cách massage vú. Đầu tiên, trước khi massage vú á, thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho em một là khăn sữa nóng, hai chai thủy tinh có để nước ấm ấm, thứ ba hoặc là chai nước suối để nước ấm vẫn được. Chúng ta sẽ đắp đều lên trên cái ngực hoặc là lăn vòng tròn cái ngực tầm 5 đến 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành các bước massage. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng các mô bàn tay ấn một lực vừa phải lên trên cái vòng ngực của mình, xoay vòng tròn theo chiều xoắn ốc từ trên xuống dưới, dùng một lực vừa phải và tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển xoay cho hết cái bầu ngực. Rồi, đó là động tác đầu tiên. Đây là động tác thứ hai, chúng ta sẽ đẩy sữa từ trên để xuống, dùng một lực vừa phải và nhẹ. Khi để sữa như vậy thì chúng sẽ giúp cho sữa nó tập trung về cái quần ti của chúng ta nhiều hơn. Và kể cả phía dưới chúng ta, dạ vú chúng ta cũng phải đẩy lên luôn nha cả nhà. Động tác thứ hai đã xong. Động tác thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng hai ngón tay đối chiếu đang xứng với nhau, xoay vòng tròn. Khi sử dụng như vậy thì có tác dụng là làm cho các tia sữa xung quanh cái quần ti của chúng ta nó mềm và nó giúp cho dễ ra sữa hơn nha cả nhà. Khi chúng ta đã xoay đều hết cái quần ti rồi thì em sẽ hướng dẫn tiếp cho mình. Tác thứ tư, chúng ta sẽ đặt hai ngón tay ở phía ngoài quần ti, sau đó chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, ấn nhẹ nhàng xuống rồi đẩy sữa ra ngoài đầu ti. Rồi nhả ra, 1, 2, 3, ấn nhẹ nhàng xuống, kéo xuống, 1, 2, 3, ấn nhẹ nhàng, kéo xuống. Tương tự chúng ta sẽ đổi bên, 1, 2, 3, ấn vô, kéo xuống, 1, 2, 3, ấn vô, kéo xuống. Và đây, 4 động tác cơ bản của massage vú kích sữa và thông tắc tia sữa em đã hướng dẫn cho cả nhà mình. Cảm ơn quý mẹ bầu và mẹ bỉm đã chú ý lắng nghe. Nếu cần thêm thông tin hỗ trợ, xin liên hệ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Phương Châu xin cảm ơn.